Mình cho bạn xem trên tay mà người bán hay đăng trên mạng này nha các bạn. Đó chỉ là vẹt bội thôi nha các bạn, không phải là vẹt thuần nha các bạn. Đơn giản là vì con vẹt này nó quá mệt rồi nha các bạn. Đây, không phải là vẹt thuần hay là vẹt non gì hết nha các bạn. Chỉ là vẹt bội thôi. Nó đứng trên tay mình đây như thật đây nha các bạn. Cầm một cái sợi xích. Đây nha các bạn. Nha các bạn. Hơn nữa là con vẹt của mình này, các bạn thấy cái cắn của nó không? Cắn của nó đã bị cắt mất phần cắn để mà tạo cái lực để mà nó để mà để nó khả năng bay được ấy, thì nó cần nó đây là bị cắt mất rồi nha các bạn. Người bán sẽ tập luyện cho nó một thời gian thì sau đó là tầm cỡ vài tháng thì nó mọc ra lại, thì sau đó người bán sẽ bảo là ở vẹt bội vẹt thuần như nha các bạn, nhưng mà thực sự là không có đâu nha các bạn. Không có cái chuyện mà vẹt không có phải là vẹt thuần hay vẹt con gì nha các bạn. Người bán đang lừa đảo các bạn nha các bạn. Đấy, bây giờ mình đăng lên như này phát các bạn chụp cái hình bảo vẹt non vẹt thuần 1 triệu một con, vẹt non nuôi lên 1 triệu một con, không có chuyện đến đâu nha các bạn. Đây là con vẹt bội hoàn toàn nha các bạn, đã bị cắt cắn bay mệt quá, hiện tại chỉ có đứng thôi, lâu ngày không vận động đã bị cắt cắn. Người bán bọn này rất là hay lừa đảo các bạn nha các bạn. Các bạn phải chú ý một cái điều đấy. Đây. Sao đi được? Đi đâu? Đi đâu? Đây nha các bạn. Đây.